Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chọn ngày tốt xấu của Phong Thủy Lộc Tài Hôm nay tôi sẽ lựa chọn cho các bạn những ngày tốt và những ngày loại bỏ những ngày xấu trong tháng 7 âm lịch năm 2021 Thì tài liệu chúng tôi sử dụng trong cái việc chọn ngày tốt Thì đầu tiên là lịch tài liệu vạn lịch vạn sự Thứ hai là đồng công Thứ ba là ngọc học thông thư và thứ tư là lịch vận niên <laughs> theo lịch vận sự thì có những cái cắt tinh cắt tinh như thiên đức là ngày quý này nguyệt kiến đấy các loại hung tinh thì có thiên ma ngày xỉu dậu thân đấy. thì đây cái lịch vận sự sẽ chỉ ra cho quý vị và các bạn những ngày tốt và những ngày xấu làm việc gì và các trực các sao các trực các sao Thì về bố cục của lịch ngày tốt Xem ngày tốt xấu trong tháng 7 âm lịch Thì vẫn là bắt đầu trình bày theo bảng 12 địa chi để quý vị tiện theo dõi Đầu tiên là ngày tí, xỉu, dần, mão, thìn, tỵ ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và hợi Trên mỗi ngày chúng tôi đều an thiên can và địa chi Ví dụ ngày thân thì có ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâm Đấy, thì tháng 7 này có Ngày thân ấy, thì có ngày mùng 9 là Bính thân, là ngũ hành là thuộc hỏa. Chúng tôi đã an cả ngũ hành vào đây để quý vị tiện theo dõi và tiện sử dụng. Đầu tiên thì để lựa chọn những ngày tốt thì chúng ta cũng như thường lệ chúng ta sẽ loại bỏ những ngày xấu trước. Tại vì tránh được những ngày xấu này thì đã là tốt rồi. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là ngày Tam nương. Trong tháng 7 âm lịch thì ngày Tam nương bao gồm các ngày mùng 3 là ngày canh dần, ngày mùng 7 là ngày giáp ngọ ngày mười ba là ngày canh tí ngày mười tám là ngày ất tỵ và ngày hai hai là ngày kỳ dậu ngày hai bảy là ngày nhâm dần đầu tiên ngày thứ hai ta cần loại bỏ là ngày con nước ngày con nước trong tháng bảy âm lịch sẽ là ngày mùng năm nhâm thìn ngày mười chín là ngày con nước ngày 19 thì sẽ là ngày nhâm thìn Giáp bính ngày bính ngọ ngày xấu thứ 3 ta cần loại bỏ đó là ngày dương công kỵ dương công kỵ thì có ngày mùng 1 và ngày 29 ngày mùng 1 là ngày mậu tí mùng 1 là ngày mậu tí chúng ta lại bỏ ngày 29 thì sẽ là ngày bính thìn ngày sát chủ trong tháng 7 âm lịch này là ngày Sửu cũng là ngày thụ tử luôn thứ tư là ngày sát chủ thụ tử đều chung là ngày xỉu vị trí những ngày xỉu trong tháng 7 bao gồm ngày mùng 2 kỳ xỉu ngày 14 tân xỉu và ngày 26 quý xỉu chúng ta đều không dùng vì là bạn phạm vào ngày sát chủ và thụ tử tháng 7 là tháng thân đây tháng 7 là tháng thân là tháng bính thân đúng không mùng ngày dương lịch khởi ngày dương lịch bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch tương đương với ngày mậu tí thì tháng 7 bính thân là tháng thân thì những ngày xung với tháng là ngày dần vị trí tất cả những ngày dần là ngày xung tháng hay còn gọi là ngày nguyệt phá chúng ta không sử dụng vị trí ngày xấu thứ năm là ngày nguyệt phá chúng ta đã loại bỏ loại bỏ những ngày dần ngày thiên địa chuyển sát là ngày tân dậu và quý dậu thì tân dậu và quý dậu trong tháng 7 âm lịch không có thì chúng ta xét tiếp bây giờ chúng ta sẽ dùng cái tài liệu đồng công trình nhật để chúng ta chọn ra những ngày tốt trong tháng 7 âm lịch này thì đồng công có nói tháng 7 là gồm hai tiết là lập thu và xử thứ trước lập thu một ngày là tứ tuyệt sau lập thu thì tam sát tại nam hướng tị ngọ mùi Kỵ tu tạo động thổ tức là những nhà nào hướng nam ấy ở sơn tị ngọ mùi thì không tu tạo động thổ đầu tiên ta xét về ngày thân ngày thân trực kiến thì bao gồm các ngày là bính thân ngày mùng chín và mậu thân ngày 21 ngày mậu thân thì có thiên xá ngày nhâm thân là ngày tỷ hòa thì trong này không có ngày nhâm thân chỉ nên an táng đấy. nhưng lại bị nguyệt kiến thượng hung nếu không dùng được ngày canh thân thì sát tập nhập trung cung ngày bính thân ngũ hành vô khí dùng cũng rất hung tóm lại những ngày thân bao gồm ngày 19 bính thân và ngày 21 mốt bộ thân chúng ta không dùng xấu không dùng ngày thứ hai ta xét đến là ngày dậu ngày dậu trực trừ thì ngày dậu là phạm vãng vong ngày ất dậu không Ngày Ất Dậu thì tuy là không có hung tinh Nên làm những việc là phá núi, phát cỏ, an táng Hưng công, dựng cột, gác đoàn rông Sửa chữa, tạo tác, xuất hành, khai trương, nhập trạch, rời chỗ ở Thì được thứ cát Ngày Kỷ Dậu thì phạm cửu thổ quý Lại còn phạm ngày Tam Nương đâm chúng ta đã loại bỏ rồi Ngày Đinh Dậu thì hung bại Ngày Đinh Dậu là phạm ngày hung bại Vị trí có hai ngày dậu thì là đều là xấu, không dùng. Tiếp theo ta xét đến ngày tuất. Ngày tuất thì Đồng Công có nói ngày tuất trực mãn có thiên phú, thiên tặc. Ngày bính tuất Bính Tuất và Nhâm Tuất thì trong tháng 7 không có, chỉ có hai ngày là ngày 11 Mậu Tuất và hai ngày 23 là ngày Canh Tuất. Thì ngày Tuất Đồng Công có nói là có thiên phú thiên tặc lại phạm vào những cái sát lớn, đâm ra là sẽ dùng sẽ bị tổn nhân khẩu, tật bệnh triền miên rồi ốm thì lâu khỏi. Vị chi những ngày Tuất là chúng ta cũng loại bỏ không dùng. Tiếp đến là ngày Hợi ngày hợi trực bình thì bị đặc đăng xa chiên nhiễu tổ nhân khẩu họa quan tư khẩu thiệt họa đến bất ngờ như vậy là ngày hợi gồm có hai ngày kỷ hợi ngày 12 và ngày tân hợi ngày 24 thì cũng không dùng được vì là rất xấu xét đến ngày tí thì mậu mộ, mộ, tí và canh tí thì là ngày xấu chúng ta đã loại bỏ rồi và đồng công cũng nói là có ngày bính tí không có canh tí mậu tí mậu tí và canh tí thì dùng theo đồng công nói là được thứ cát nhưng mà nó lại phạm vào ngày mùng 1 là ngày dương cung kỵ và ngày 13 lại là ngày tam nương đêm ra hai ngày này khi sử dụng chúng ta cũng phải cẩn thận còn ngày nhâm tí thì đồng công có nói là nhâm tí là mộc đả bảo bình thủy bất phùng thời chính là loài cây dụng lá cây khô là ngày không dùng được như vậy, tất cả các ngày tí chúng ta loại bỏ không dùng được. Ngày xỉu thì vừa bị sát chủ vừa bị thụ tử. Và Đồng Công cũng có nói là bị ngày xỉu trực chấp thì bị các sát tinh, chu tước, câu giảo, đằng xa, bạch hổ nên không dùng vào việc gì. Nếu mà phạm vào ấy thì chủ hao tài, tổn nhân khẩu. Ngày đinh xỉu, quý xỉu lại sắp tập nhập trung cung cũng không nên dùng. Hơn nữa lại là ngày thọ tử thì theo đồng công thì ngày xỉu cũng là ngày xấu chúng ta không dùng. Tiếp đến là ngày dần. Ngày dần thì bị chính tứ phế. Hơn nữa lại lại là ngày nguyệt phá. Đâm ra là cũng không dùng. Còn đồng công có nói ngày nhâm dần. Nhâm dần là ngày 15 thì bị phạm nguyệt phá rồi. Nhưng mà nếu dùng ấy, thì cũng chỉ dùng về việc mai táng, an táng thì có lợi. Còn những việc khác không nên dùng Ngày tiếp theo là ngày mão Ngày mão thì trực nguy Ất mão lại là ngày chính tứ phế Tức ngày 28 Chính tứ phế không dùng Ngày quý mão, ngày đinh mão Quý mão ngày 16 Có cát tinh thiên đức huỳnh la tử đàn Khố lâu, tụ bảo ngọc đường Nên hưng công động thổ dựng cột Gắt đòn rông khai trương Xuất hành nhập trạch làm kho lẫm Làm chuồng, châu, dê gia chủ gia nghiệp thì xương thạch nhân khẩu hưng vượng sinh quý tử tấn hoạch tài tức là chỉ có ngày gác đàn sông mà ngày đinh mão nhưng ngày đinh mão thì là ngày đại cát nhưng tháng 7 âm lịch không có còn các ngày mão khác như ngày tân mão và ngày quý mão cũng là ngày xấu chúng ta loại bỏ Vị chi trong 3 ngày mão không dùng được ngày nào. Tiếp đến ta xét đến ngày thìn. Ngày thìn thì có thiên hỷ. Gồm 3 ngày, mùng 5 là ngày nhâm thìn, 17 là giáp thìn và 29 là ngày bính thìn. Thì ngày thìn thì có thiên hỷ, nhâm thìn là ngày mùng 5 thì có nguyệt đức, canh thìn, bính thìn, 3 ngày đều là ngày mai táng được thứ cát nhưng không nên dùng vào việc gì khác ngày giáp thìn mậu thìn thì bị bạch hổ nhập trung cung nếu mà dùng ấy thì trong 3, 6 năm hoặc 9 năm thì nhà cửa bị vắng lạnh nên mà gặp hung họa rất là hung vì vậy giáp thìn chúng ta cũng bỏ như vậy tất cả các ngày thìn đều là ngày xấu chúng ta không dùng tiếp đến là ngày tỵ ngày tỵ thì bị phạm tiểu hồng sa có chu tước câu giáo đằng xa mọi việc bất lợi phạm ngày này thì sẽ bị chiêu quan tư tổn nhân khẩu là ngày đại hung vị chi là ngày ất tỵ và ngày đinh tỵ ngày quý tỵ chúng ta cũng không dùng trong tháng 7 âm lịch <laughs> tiếp đến ta xét ngày ngọ ngày ngọ thì bao gồm có hai ngày mùng 7 giáp ngọ và ngày mùng 19 bính ngọ thì ngày giáp ngọ mùng 7 thì bị phạm ngày tam nương ngày 19 thì bị phạm ngày con nước mặt đồng công cũng có nói ngày ngọ thì được huỳnh la nhâm ngọ có người đức bính ngọ mậu ngọ. Bính ngọ mậu ngọ thì 3 ngày lợi về nhóm bạn giá thú tu tạo ăn táng khai trương nhập trạch. Động thổ các việc thì trong vòng 60 đến 120 ngày thì được phú quý, có quý nhân giúp đỡ, điền sản hưng vượng. Đấy. quyến thuộc thì an khang. Như vậy thì các ngày ngọ hai ngày này, hai ngày ngọ này thì bị phạm vào ngày con nước và ngày tam lương vì vậy tuy là ngày đại cát nhưng dùng cũng phải hết sức cẩn thận cẩn thận khi dùng còn ngày canh ngọ là ngày đại hung quý vị nếu mà trong trường hợp quý vị mà không tìm được các ngày tốt khác các ngày tốt khác mà quý vị không sử dụng được thì quý vị có thể sử dụng ngày canh ngọ và ngày bính ngọ thì đây cũng là hai ngày cát theo đồng công nói có thể dùng được Nếu mà quý vị không kiên kỵ tam nương và quý vị không kiêng kỵ ngày dương cung kỵ thì quý vị hoàn toàn có thể dùng được ngày giáp ngọ và ngày bính ngọ. Và ngày cuối cùng ta xét là ngày mùi. Ngày mùi thì là trực bế thì có thiên thành là tốt và thiên tặc thì là xấu. Ngày mùi trong tháng 7 âm lịch có 3 ngày, có 2 ngày ngày mùng 8 là ngày ất mùi và 20 là ngày đinh mùi. Thì Đồng Công có nói Ngày Đinh Mùi là ngày 20 này Thì chỉ dùng vào việc nhỏ thì được thứ cát Đinh Mùi 20 Chỉ dùng việc nhỏ thì được thứ cát Ngày Ất Mùi Thì có sắp tập nhập Trung Cung Đâm ra không dùng Như vậy tôi vừa cùng quý vị là xét những ngày tốt trong tháng 7 âm lịch tháng 7 là tháng cô hồn âm ra là mọi người thường rất kỵ dùng việc lớn trong những cái những ngày dùng những ngày tốt trong tháng này để làm việc vì vậy quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý trong tháng 7 âm lịch thì chúng tôi đã tổng hợp ra có hai ngày đại cát đó là ngày 16 quý mão và ngày 21 ngày mậu thân thì có hai ngày thứ cát, đó là ngày mùng 4 Tân Mão và ngày 20 là ngày Đinh Mùi. Đấy, thì trong tháng 7 âm lịch có 4 ngày tốt này thì quý vị có thể dùng vào các việc để, để để như là những việc lớn thì dùng ngày đại cát, còn việc nhỏ thì dùng ngày thứ cát. Dùng để dùng ngày đại cát cũng tốt, nhưng mà nếu trong trường hợp gấp, trong trường hợp gấp thì quý vị có thể dùng ngày thứ cát. Còn riêng về ngày hai ngày ngọ thì cũng là ngày cát Nhưng quý vị dùng thì phải cẩn thận Vì bị phạm ngày tam lương và ngày con nước Như vậy tôi đã Vừa rồi tôi đã tổng hợp lại cho quý vị Những ngày tốt trong tháng 7 âm lịch Thì tháng này là tháng cô hồn Cô hồn thì dân gian ta vẫn Trước đến nay vẫn kiêng không làm vào việc gì Nhưng mà trong trường hợp quý vị Mà có việc gấp cần sử dụng Thì quý vị hoàn toàn có thể là dùng những ngày này được Là được đại cát Đấy Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho quý vị về những ngày tốt trong tháng 7 âm lịch. Thì quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất của chương trình Phong thủy đồng tài. Và quý vị có thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm thì quý vị có thể comment ở ô bình luận bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp đến hotline của chương trình. Hiện trên màn hình thì chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn được tốt hơn. còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo